Bây giờ mình sẽ test xe buýt nha các bạn, để coi con này chạy được nhiêu. Mình tin chắc là khách hàng sẽ hiểu được tại sao mình chạy nhanh ha. Đánh giá mà. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Hôm nay mình sẽ lắp một cái giá đỡ điện thoại có sạc cho xe cúp 125. Con này nhìn cưng quá. Hôm qua chạy thử rồi, máy rất là ngon. Chút nữa làm xong á, mình sẽ mượn xe của ảnh chạy vòng cho các bạn xem. Rất là ngon. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ mở bên trong xem coi nó có cái gì và nó có tối ưu để lắp điện không nha. Đây là cái dưỡng nằm này. Rồi, có điện rồi. Có điện thì chơi thôi. Ok các bạn, mình đã lắp xong đường điện và đi cái dàn cơ, mất hết 2 tiếng các bạn. Mình nói xưa về cái vị trí lắp cho những cái bạn mà muốn lắp xe này ha. Mình thả bị cậu ở đây, mong cậu bắt đi ra, bắt nhôm đi lên. Đi lên đây, cục rever nằm đây nè. Rever mình để ở đây nè. Ngay đây luôn, rút lại. Rồi. Điện nó sẽ đi chung với cái bộ điện zin đi xuống đây. Qua đây. Vô đây. Đây sẽ là cái cầu chìa của bi cầu nha. Có chập cháy thì mình sẽ xử lý từ cái cầu chìa này 10A. Bên đây cũng vậy nè các bạn. Từ đây xuống đưa ra cái bi cầu. Nó sẽ lòi ra vừa hết một cái bi cầu luôn các bạn thấy không? Đây là phần nhựa nè. Bi cầu. Ở đằng trước thì các bạn thấy hai cọng dây đỏ không? Mình ra hai dây số khóa cho vị trí này. Sau này khách có muốn lắp thêm á thì khách tự lắp được. Nói như vậy là mình nghĩ rất rõ gọn rồi. Đây là cái mạch, hồi mình sẽ ép cái đồng hồ xuống lại. Ép nó xuống thì nó sẽ đẩy được cái bộ mạch xuống. Hello các bạn, sau 4 tiếng rưỡi, khoảng 4 tiếng rưỡi 5 tiếng á thì mình đã lắp xong. Giá đỡ điện thoại có sạc, mạch bi cầu cái thứ nè các bạn, như bạn thấy nè. Đối với những cái dòng bi cầu này nè, hôm trước là mình đã nói rất là kỹ rồi, là các bạn hãy lắp vị trí thật thấp để nó có một cái tầm nhìn ngang, nó sẽ đi xa ra. Chứ các bạn đừng lắp tầm cao xong các bạn chĩa xuống nó sẽ đi rất là thấp. Nếu mà các bạn để tầm ngang á là nó ngang vô mắt người đang ngồi, đang đi bộ. Nên các bạn để ngang đây nè, nghĩa là nó ra xa hơn nhưng mà nó không bị chói mắt. Đó, nếu có canh thì các bạn canh về ha. Thôi bỏ đi anh ơi. Giỡn rồi các bạn, khách đang muốn lắp nhiều lắm nhưng mà do có một cái này nè. Cái đầu này nó đã tối ưu rất là nhiều rồi. Nội mình lắp cái bộ mạch và mấy cái cọng dây vô mình đã bị hành 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Nhưng mà có lắp chắc mình lắp từ vị trí sau. Cái bộ hai da công tắc zin đó các bạn. Lắp được. À, thấy cái đường cắt của nó không? Rất là đẹp. Cót. Và cót. Rất là đẹp luôn các bạn. Bốn tiếng đồng hồ được vậy thôi các bạn. Công tắc thì để bên này rồi. Không có vấn đề gì về công tắc đâu.
lên xuống thôi. Pha vàng, cốt trắng. Các bạn muốn cốt vàng pha trắng thì cứ quay ngược cái đèn lại là xong. Cúp 125, Smarky nha các bạn. Trời ơi, cả trăm củ đó chứ đồ hang. Bây giờ mình sẽ test speed nha các bạn. Để coi con này chạy được nhiêu. Mình tin chắc là khách hàng sẽ hiểu được tại sao mình chạy nhanh ha. Đánh giá mà. Mấy cái đường giao mà nó chạy kìa. Ủa mà công nhận thắng ăn nha. Ôi thắng ăn ghê luôn các bạn. Các bạn có thấy được cái góc view của nó không? Cái góc trước và góc sau nè. Rất là ưng luôn. Mình sẽ làm một vòng rất là nhanh để mình đo được cái đánh giá được sơ bộ của nó. Ồ cái càng hơi bị lớn luôn. Bởi vì cầu lên mà cũng không thấy gì luôn. Không phải ngày sao thấy. Thật ra các bạn chạy nhanh á, không phải là để xem coi xe mình nó mạnh hay nó yếu, mà mình chạy nhanh á để mình nói cho các biết à, với cái di động này nè, mình chạy nhanh á thì nó đảo hay không, rồi vấn đề thắng ở trên cái tốc độ cao rồi này nọ các thứ thì rất là nhiều cái để mà mình đánh giá khi mà mình lên được tốc độ cao ha các bạn. Chứ không phải là lên tốc độ cao để thôi xe mạnh hiếu nha, không phải. Và trước mắt là nó nhẹ các bạn. Nó nhẹ nha, con xe này rất là nhẹ. Mình vẽ lái rất là ok. Ở tốc độ khoảng 60 đi. Cứ cho 60 nha. Rồi 60. Càng lớn, mà chắc là càng này càng độ rồi. Lên 80 rồi các bạn. Lên rất là ngọt luôn. Xe nó cũng không đến mức độ rung. Các bạn có thể để ý cái góc live view nè. Cái góc này là cái góc mà có giá đỡ và nó vô trực tiếp từ cái sườn và cái tay lái của các bạn á. Thì các bạn sẽ hình dung được là cái mức độ rung của cái giá đỡ và mức độ rung của cái tay lái khi mà lên tốc độ cao. Cổ rất là nhẹ. Cảm giác lái rất là lanh các bạn. Cực kỳ lanh luôn. Bám, ổn, ok, tại thắng đĩa. Thắng trước là thắng đĩa, thắng sau là thắng đùm. 100 rồi. Rất là nhẹ nhàng, cảm giác lên được cái tốc độ 100 km/h rất là nhẹ luôn các bạn. Mà cổ này cũng rất là đầm nha. Cỡ nếu mà chịu dặn thì chắc cỡ lên được 110 mấy, 120 á. Ừ, 120 trên một chiếc xe cúp. Ồ, tin được không các bạn? Không có gì sướng bằng một chiếc xe nhỏ mà lại lên được tốc độ cao. Bây giờ cái này cái gì cũng có. Thắng đĩa nè, camera nè, Smarky nè, full LED nè. Và đó là lý do tại sao nó có giá gần 100 triệu. Thời điểm ra mắt là cả 100 triệu á. Thật sự rất là xứng đáng. Mình không có gì để chê ngoài cái yên. Cái yên mình cảm giác là nó hơi chao đảo xíu. Ở cái khúc mà mình cua, mình nghiêng người qua một bên chút xíu á, thì cái yên nó bị méo qua một bên. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là về giá. Về giá của nó thì hơi cao. Còn ngoài ra là không có gì để mà chơi hay là cảm giác không thích. Cái gì cũng ưng đó, cái gì cũng ok hết á. Chắc là mình mới chạy xe mới đó, mình có cảm giác vậy. Nhưng mà đó là cái cảm giác khi mình leo lên chiếc xe mình chạy. Rồi đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Các bạn có vân vân có nên mua một chiếc xe như vậy cả 100 triệu hay không? Thì 100 triệu nó có giá trị của 100 triệu. Mình chỉ nói vậy thôi. Còn bạn cảm thấy xứng đáng thì các bạn mua, không xứng đáng thì thôi. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở một video sau nha. Bye bye.